F5, bà Donian Yin, 63 tuổi, ở nhà số 108, đường Annao Rautha, Rangun, bị tê tóc ở đùi bên phải, khoảng 5 năm rồi. Lúc đang đi thì bắt đùi căng lên. Khi lễ Phật cũng vậy, bà không thể ngồi cho ngay ngắn được. Bà phải ngồi trong thư thế vụng về, dùng đầu gối để làm vật chống đỡ ở bên dưới mỗi tháng bà phải xoa bóp hai hoặc ba lần nhưng chẳng khá hơn được bao nhiêu dầu có nhiều người hối thúc bà thực hành minh sát nhưng bà không dám vì bà không thể ngồi đúng tư thế được vào hôm trước của ngày lễ thi danh lễ tạc nước cầu may mắn của những người thọ bác quan trai và thực hành minh sát và cũng là lễ tạc nước mừng năm mới nhằm ngày 15 tháng 3 âm lịch tháng 4 năm 1976 bà đến thiền đường để thực hành minh sát do kết quả của sự siêng năng chú niệm theo đúng lời chỉ dạy của thiền sư một tháng sau bà có thể ngồi ngay ngắn rồi vẫn tiếp tục niệm như vậy chứng tê thấp ở đuôi của bà hoàn toàn biến mất bà đã lấy lại sức khỏe bình thường và tiếp tục hành thiền cho đến khi Bà nghe cũng bằng về Niên Sinh. Hiện nay, bà vẫn đang hành minh sát.